học phật nhất định phải hiểu rõ phật là gì nếu như đối với ý nghĩa chân thật của phật không hiểu rõ thì sự học tập của chúng ta đến cuối cùng đều là trống không. Từ xưa đến nay, người phát tâm học Phật không ít, nhưng bà người thật sự có thành tựu không nhiều. Nguyên nhân là gì? Là không biết Phật là gì. Phật ở trong kinh luận nói với chúng ta rất rõ ràng phật là tự tánh của bản thân chúng ta ở trong kinh luận nói tự tánh của mỗi người tự tánh của bản thân chúng ta từ đó cho thấy thích công ni phật năm xưa còn tại thế Tất cả kinh mà trong 49 năm đã nói Có phải là của Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Là không phải Nếu như là của Thích Ca Mâu Ni Phật Thì chúng ta học theo Ngài rồi Cái mà Ngài 49 năm nói ra là gì vậy? Là tự tánh của bản thân chúng ta Cho nên học Phật gọi là nội học Đạo lý là ở chỗ này Nếu như cầu Pháp ngoài tâm Đó gọi là ngoại đạo Chúng ta cho rằng Phật Pháp là của Thức Ca Mâu Ni Phật Vì sau khi chúng ta học thành rồi Là ngoại đạo Cái nhận biết này là Mấu chốt Chúng ta không phải học theo người khác Chúng ta là hướng vào trong tự tánh mà học Đây là chỗ di đại nhất Giáo dục của Phật Đà Không những Thích ca mâu ni Phật như vậy Mà khổng tử, mạnh tử cũng như vậy học thuyết của nhà nho hiện nay lưu truyền phổ biến nhất là tứ thư đại học trung dung luận ngữ mạnh tử có phải là tư tưởng của khổng tử không có phải là tư tưởng của mạnh tử không không phải cũng là tự tánh là trí tuệ đức năng vốn có trong tự tánh của mỗi người chúng ta phải có cái nhận thức này sau đó chúng ta mới thật sự có thể có sở đắc sở đắc là gì vậy minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ chúng ta được là cái này sau khi ngộ nhập rồi mới thật sự sáng tỏ hư không pháp giới tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể ở trong phật pháp kinh có đủ tính đại biểu nhất là kinh hoa nghiêm gọi nó là pháp luân căn bản của phật pháp cái có đủ tính đại biểu nhất của nho gia là tứ thư tứ thư là do người đời sau hội tập triều tống chu phu tử chu hy hội tập ông hội tập rất tốt ở trong quyển sách này có lý luận có phương pháp còn kèm thêm biểu diễn cái cách thức đó là giống hệt như kinh hoa nghiêm Cho nên sau khi tôi xem xong Tôi phỏng đoán Cảm hứng của Chu Phu Tử Nhất định là có được từ Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Có lý luận, có phương pháp, có biểu diễn Ở trong tứ thư Trung Dung là lý luận Đại học là phương pháp Luận ngữ là sự biểu diễn của khổng lão phu tử cũng chính là nói đem đạo lý của trung dung phương pháp của đại học thực tiễn vào đời sống đối nhân xử thế tiếp vật của mình làm ra cho chúng ta thấy khổng lão phu tử làm được rồi mạnh phu tử cũng làm được rồi khổng phu tử làm viên mãn Mạnh phu tử làm chưa được viên mãn Khổng tử là thánh Mạnh tử là hiền Một người là Phật Đà Một người là Bồ Tát Đó là tánh đức của chúng ta Là trí tuệ đức năng vốn có của tự tánh Giới hoa nghiêm thật sự là không ai không khác Chu phu tử tiếp xúc qua Phật giáo Đã hạ công phu Ở trong kinh điển Cho nên Ở trong tưởng tượng của tôi Ông biên tập tứ thư rất có thể là có được sự gợi ý từ trong kinh hoa nghiêm thẩm mạnh dạy người chúng ta có thể xem ngài là phật bồ tát tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc của ngài là câu nói minh đức thân dân chỉ ư chí thiện đại học vừa mở đầu đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện đây là tổng cương lĩnh của toàn bộ nho học muôn ngàn ngôn ngữ Đều không thể ra rời cái nguyên tắc này Tổng cương, cương lĩnh Tổng nguyên, nguyên tắc Thế. Dạy học của Phật Cái mà trong kinh luận gọi là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Đây là tổng cương lĩnh Ý nghĩa của câu nói này là Hoàn toàn tương đồng Với minh đức Thân dân chỉ ư chí thiện Cách nói khác nhau Nhưng ý nghĩa chỉ là một A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Dịch thành tiếng Trung Quốc là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Các vị thường nghĩ thật kỹ Nó có gì không giống như Minh Đức Thân dân Chỉ ư chí thiện Ở trong đại học đều là từ trong tánh đức viên mãn lưu xuất ra chúng ta hiểu được cái cương lĩnh cái nguyên tắc này sau đó mới có thể thật sự sáng tỏ việc học tập của nho phật là vĩnh viễn không có ngừng nghỉ vĩnh viễn không có gián đoạn vô lượng kiếp đến nay và vô lượng kiếp về sau đời đời kiếp kiếp đều đang học tập học tập không có ngừng nghỉ học tập không có gián đoạn đã thành phật đã làm đại thánh nhân rồi vẫn là đang học tập tại sao vậy giáo hóa tất cả chúng sanh tự mình làm gương mẫu là một tấm gương về học tập cái đạo lý này chúng ta phải biết cho nên người làm cha mẹ hàng ngày đang học tập Làm cho con cái thấy Để con cái dựa theo hình ảnh này mà học Thầy cô cũng hàng ngày đang học tập Làm nên hình ảnh này cho học sinh thấy Không chỉ như vậy Bất kể ở ngành nghề nào Bất kể ở thân phận nào Cùng một đạo lý Thủ lĩnh hàng ngày đang học tập Làm cho cấp dưới của họ thấy Ông chủ hàng ngày đang học tập Làm cho nhân viên của họ thấy thầy trò thúc đẩy nhau phát triển vì mới có thể thành tựu viên mãn công đức từ đó cho thấy việc học tập này xưa nay chưa từng lơi lỏng ngày nay xã hội tại sao loạn động dù quên mất cái đạo lý này rồi cho nên cha mẹ không biết dạy con cái thầy cô không biết dạy học sinh ông chủ không biết dạy nhân viên quán trách lẫn nhau trên dưới bất hòa đây là căn nguyên của loạn động xã hội pháp thế xuất thế gian quy kết đến cuối cùng chính là học tập học học nữa học bãi học không xong học đời đời kiếp kiếp không học sao có thể thành tựu huống chi chúng ta ở địa vị phàm phu Tập phí việc não chưa có đoạn được tí nào không học làm sao có thể đem cảnh giới của mình nâng cao lên trên nhà phật nói mười pháp giới chính là mười cấp bậc tuy chúng ta hiện nay ở cõi người đại sư thiên thai dạng pháp hoa ngày đêm mười đường mở rộng thành một trăm đường ở trong mỗi một đường lại có mười đường bách giới thiên như cái này nói hay ở trong cõi người có cõi phật phật trong cõi người bồ tát trong cõi người thanh văn duyên giác trong cõi người trở xuống thì có ba đường ác trong cõi người chúng ta tự mình bình tĩnh soi lại chúng ta ở trong cõi người mười pháp giới là ở giới nào Cái này phải có tâm cảnh giác Thế Tôn Ở trong kinh luận Đem nhân tố đứng đầu Quan trọng nhất Của thẩm pháp giới Nói ra với chúng ta Trong Hoa Nghiêm nói rất hay ương quán pháp giới tánh Nhất thiết duy tâm tạo Lại nói cho chúng ta biết Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cái đạo lý này Chúng ta phải thể hội cho được Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh từ đó cho thấy có thể chứng minh tất cả pháp từ tâm tưởng xanh tất cả pháp là do tâm tưởng của mình biến hiện ra tuyệt không liên quan gì với người khác quán trời trách người đó là bạn tự mình tạo tội nghiệp bản thân bạn bị đọa lạc bởi vì không liên quan gì với người khác, kiết hung hỏa phước, giàu nghèo quý tiền đều do tự mình tạo nên là quả báo mà mình khởi tâm động niệm biến hiện ra, biến hiện cảnh giới chính là quả báo phật nói với chúng ta pháp giới phật là tâm bình đẳng hiện đây là nhất chân pháp giới Cho nên chúng ta đệ tử Phật cúng Phật Tôi thường nói Điều quan trọng nhất là cúng một ly nước Nước đại biểu điều gì vậy? Bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Khiến chúng ta nhìn thấy ly nước này liền nghĩ đến Tôi đối nhân sự thế tiếp vật Phải dùng tâm thanh tịnh Phải dùng tâm bình đẳng Cái tâm này là Thuần chân Không vọng cái tâm này là chân tâm Cái tâm này là tâm Phật Không phải Phật khác Là Phật tự tánh Dùng tâm bình đẳng Tâm lục độ là Bồ Tát Tâm tứ đế là Thanh Văn Tâm nhân duyên là Duyên Giác Thập thiện Tâm tứ vô lượng Là chư thiên Tâm ngũ giới thập thiện Là cõi người Trở xuống Tham lam Là ngạ quỷ Sơn hận Là địa ngục Ngu si là súc sanh ở trong ngũ giới thập thiện nếu không buông xả cống cao ngã mạng là tâm tu la tu la muốn hơn hiếu thắng họ cũng tu thiện nhưng muốn hơn hiếu thắng nên rơi vào cõi tu la à, nếu quán như quán nói khiêm tốn cung kính xu ngũ giới thập thiện là cõi trời cho nên tâm trời là từ bi hỷ xã nhất định không có cống cao ngã mạng chúng ta học cái gì hàng ngày học những cái này mỗi ngày phản tỉnh mỗi ngày xem lại mỗi ngày sửa đổi mỗi ngày tích thiện thiện mới có thể viên mãn lỗi dần dần được tiêu trừ dù cho là bản thân đạt đến thường thiện không ác đây là quả địa như lai cứu cánh vẫn phải tu ngũ giới thập thiện biểu diễn cho chúng sanh chưa giác ngộ thấy đây gọi là đại từ đại bi đây gọi là thừa nguyện tái lai đây gọi là rộng độ chúng sanh vẫn là phải làm cho người khác thấy tận tâm tận lực niệm niệm phải chăm lo người khác cần mẫn tu ba loại bố thí bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý ở trong bố thí vô ý điều quan trọng nhất là có thể khiến tất cả chúng sanh an tâm đạt lý tâm của chúng sanh bất an có sợ hãi bạn có thể giúp họ thân tâm an ổn xa lìa sợ hãi đây gọi là bố thí vô ý Chúng tôi gần đây Có xây một niệm Phật đường Ở trên núi Cổ Tấn Niệm Phật đường báo ân Niệm Phật đường này Có 54 liêu phòng Mỗi liêu phòng Ở được hai người Có thể ở 100 người giúp đỡ đồng tu niệm phật khắp các nơi hoan nghênh mọi người đến bên đó để niệm phật chúng tôi cái đạo tràng này đã xây nhiều phòng như vậy chúng tôi nhất định không bán cũng không cho thuê chúng tôi tiếp đại các nơi nếu như bạn có ngày nghỉ một tuần cũng tốt, hai tuần cũng tốt, một tháng cũng tốt, ba tháng cũng tốt. Bạn có ngày nghỉ có thể lên trên núi niệm Phật. Trên núi môi trường rất tốt. Chúng tôi có thiết kế phòng tiếp đãi giúp đỡ đồng tu tại gia. Chúng tôi ở Úc Châu xây một đạo tràng trung tâm đa nguyên văn hóa tu bà. chúng tôi không gọi là chùa cũng không gọi là viện trung tâm đa nguyên văn hóa đây là đạo tràng xây cho đồng tu xuất gia chúng tôi đồng tu xuất gia muốn chân thật tu hành hoan nghênh Đến nơi đó để niệm Phật Nghiên cứu giáo lý Đạo tràng của chúng tôi Không có Pháp hội Không có kinh sám Phật sự Thuần tí là Đạo tràng tu học Đạo tràng này Chúng tôi nhất định Làm theo cách thức của ấn tổ núi linh nham tô châu chúng ở trong đây không được phép nhận đệ tử nếu như bạn nhận đệ tử bạn cần phải xuống núi tự lập rời khỏi đạo tràng này nơi đây chỉ dành để cho đại chúng chuyên tâm tịnh tu. Hoàng pháp lợi sanh ở úc châu hiện nay có khoảng 7-8 ngôi tịnh thông học hội. Chúng ta có thể đến các nơi để giảng kinh, dẫn dắt mọi người niệm phật. Kinh giảng xong rồi Hoặc giả là Phật thất tu xong rồi Thì trở về tu Winba Ba Để tiến tu Đây là tôi hiện nay Có một chút năng lực như vậy Chăm lo mọi người Cho nên niệm niệm Phải nghĩ đến đại chúng Phải giúp đỡ người khác nếu như có năng lực tôi xây thêm mấy đạo tràng nữa không có năng lực thì xây ít lại chứ tuyệt không miễn cưỡng tuyệt không hóa duyên tôi muốn xây bao nhiêu đạo tràng đi phan duyên khắp nơi vậy là sai rồi tuyệt đối không xin mọi người một xu nào đạo tràng thành tựu một cách tự nhiên vĩnh viễn gìn giữ tâm thanh tịnh tâm bình đẳng đây chính là đạo